Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Merger Ninja Star nha. Và nếu như nào thích video này hay lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go anh em, mình sẽ nâng cấp cái này lên HP lên 100 trước. Đấy, để hoàn thành nhiệm vụ được thêm 1.500 game nữa. Ok chưa? Và chúng ta tiếp tục là sử dụng cái này, sử dụng 10 lần luôn anh em. Ôi thoải mái bạn ơi, game tôi nhiều lắm. Tôi có một cái thập tự gì đó đây, nhìn đã vãi nhờ, nhìn đã với trưởng luôn anh em. Chúng ta tăng cái này lên bao nhiêu? Tăng lên 20 à? Ok, tăng sức tấn công lên rồi anh em ạ. Và tiếp tục là HP lên 20. Cái này là tăng bằng... Ui, phi tiêu mới này anh em ơi, đẹp thế. 20 rồi. Cái này nhiệm vụ không bao giờ hết, mất rất nhiều game. Artifact 10 artifact à? 1 này, 2 này, giày này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Ok chưa? Thoải mái đi anh em. Chúng ta sẽ tăng cái tấn công lên level 10. Tăng cho con khỉ level 10. Con khỉ có đồng hành của mình nha anh em. Đây. Con khỉ lên level 10 rồi. Ôi, tốn nhiều game. Thế nhờ được thêm 2.000 game nữa. Chúng ta sẽ vào trong cái dungeon để chiến đấu trong cái dungeon này. Mình nghĩ là mình cũng sẽ đánh được thôi. Nhìn có vẻ khá là dễ à. Enter dungeon. Vào. Dungeon có cái gì? Có gì hot? Ồ, nó khỏe lắm anh em ạ. Trong cái dungeon thì khỏe lắm. Oh. Oh my god. Chúng ta đang đánh thử một cái dungeon rồi mà nó khó lắm. Gần như là chúng ta không đánh nổi trong cái dungeon này luôn ạ. Mình cũng đang bó tay chống co luôn, không biết làm nào. Chúng ta sẽ advent artifact. Artifact gì đó. Nâng cấp một lần à? Rồi anh em ơi, cái này có tự động auto không đây? Đây cho có cái phi tiêu loại mới này, nhiều phi tiêu mới lắm ấy, đẹp dã man luôn. Chúng ta kết hợp với tạo ra những cái phi tiêu xịn hơn anh em ạ. Kệ đi anh em, cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ tính sau. Cái này là phần thưởng đúng không? Game đầy này, thiếu gì game đâu. Nhiều game dã man luôn ý anh em ạ, thoải mái và chiến luôn. Adventure Artifact chúng ta sẽ lên cái này, mỗi cái lên một lần. Buster Dragon ạ, chúng ta sẽ phải cân con rồng này ạ. Đánh sao nhỉ? Challenge phát, chắc là mình không đánh được đâu. Theo tôi đoán là... Ui, phi tiêu gì đây? Mưa phi tiêu luôn kìa. Ui, nhưng mà có lẽ là khó nhờ. Con rồng này nó không đánh mẹ mình à? Ui ôi, đấm phát chết luôn anh em ạ. Quá khỏe. Nó quá khỏe đi chứ. Chúng ta không thể đấm được luôn ạ. Khỏe quá. Khỏe quá đi. Chúng ta sẽ tăng cái này lên thêm này. Nhìn chung thì nó cũng khá là dễ thôi, nó cũng chẳng khó khăn lắm. Chúng ta lại được thêm cái ngọc rồng anh em ạ, đây là ngọc rồng. Đánh boss battle cho con Queen Slam này. Có con Queen Slam anh em ạ. Chúng ta đang kết hợp với nhau tạo thành một cái mới. Ui, chưa có cái mới à? Đánh xong rồi anh em phải không ta? Boss battle này, yeah. Hay quá. Chúng ta di chuyển tiếp nào anh em. Nó bắt mình đánh cái gì tiếp nhỉ? Clear 5 con boss à? Clear state 5 boss à? Đây, chính là nó đây anh em. Ui à, nhiều phi tiêu thế nhỉ? Kết hợp này. Đánh bại 5 con boss cơ mà. Nó yêu cầu là đánh bại 5 con boss nha. Hình như cũng xong rồi thì phải. Phần quà như có rồi thì phải.
Defensor, chúng ta lại tiếp tục có thủ với bọn này nhá. Defensor level 2 nhá. Không có phi tiêu loại mới nhỉ? Đang thiếu phi tiêu mới này. Chưa có anh em ơi. Đang kết hợp rất nhiều nhưng mà vẫn chưa có, vẫn chưa ra được. Xong rồi. Stage 3 cơ mà. Chúng ta cần phải thủ ở cái cửa stage 3 mới xong. Hy vọng sẽ có thêm phi tiêu mới anh em ạ. Ủa tuyệt chiêu này, đẹp chưa? Giống xịn nhờ. Giống xịn sò, nhưng mà chúng ta sẽ có thể xem quảng cáo. Ô, quả trứng là gì đấy? Chúng ta xem quảng cáo thì được 600 giây anh em ơi. Không chơi thì quá phí phạm luôn. Phải chơi chứ, đúng không? Chắc chắn rồi, không chơi không được anh em ạ. Ok chưa? Ok chưa? Còn 13 giây nữa nha anh em. Hãy đợi tôi một tí. Sắp xong rồi. 3 giây, 2 giây và 1 giây chúng ta sẽ được gấp đôi cái lượng tiền đấy anh em ạ. Đang rất là hiếm. Đang rất là hiếm cái tiền đấy, cái vàng ấy. Đang kết hợp thêm một cái loại nữa mà nó vẫn chưa cho ra. Increase attack level 200. Ok. Vàng không thiếu anh em ạ. Chúng ta có 23 triệu 300 bao nhiêu vàng ấy. Level 200 đúng không? Thoải mái đi các bạn ơi. Chúng ta gấp đôi tiền mà. Đánh quái vật gấp đôi tiền sướng nhỉ. Nó bá đạo vãi nồi à. Đã vãi nồi à. 180. Ok, lên rồi đấy, lên 180 đấy. Tăng cái HP lên 200. Tăng cái HP của chúng ta lên tầm khoảng 200 nha anh em. Đơn giản thôi mà. Tôi sẽ sử dụng cái click để vào đây nhá. Lên 200 nhá. Hiện tại đang rảnh. Không có gì ngoài hơn nhiều hơn thời gian cả. Lên vào 200 đi. Impressive HP. Người gì có chuyện là chuyện đang như thế này. Ui, 200 rồi anh em ơi. Chúng ta có 200 rồi. Và chúng ta sẽ lấy cái này luôn. Đánh boss. Lại boss. Đây, boss mới đây. Fire Golem đây. Chẳng biết có liệu đánh được không đây. Sử dụng cái này tiếp anh em ơi. Tốc độ kết hợp nào. Trời ơi. Còn bao nhiêu phi tiêu. Ui, chúng ta có Pisonic. Một loại phi tiêu mới anh em ạ. Nhìn chung cũng khá là bá đạo chứ. Nhờ. Nhưng mà tốn game phết anh em ơi. Clear boss ở cái stage 8 nha. Xem nào. Xem là con boss này có chịu được cái sức mạnh của chúng ta không. Hình như là không chịu được đâu anh em ạ. Nó rất là khỏe luôn. Ui, ngàn phi tiêu luôn. Đây stage 8 này. Có lẽ đây stage 8 chúng ta vẫn kết hợp phi tiêu với nhau này anh em. Easy game. Ui, con boss này khỏe hơn đấy. Chết rồi. Đây là máu của mình nha anh em. Còn đây là máu của boss này. Nó cũng không thể giết được mình đâu anh em. Mình rất là trâu về cái lượng phản lượng máu đấy. Có tuyệt chiêu bay trên trời dưới xuống không nhỉ. Kết hợp nhanh nào. Kết hợp rất nhiều gọi là mấy cái này với nhau mà. Chứ đâu vào đâu cả anh em ạ. Boss tiếp theo boss chuột chuỗi ạ. Chuột chuỗi thôi đi. Khỏe lắm. Clear Defensor level 4. Level 2. Level 3. Và đây level 4 này. Auto on. Nó nhiều quá anh em ạ. Mấy cái này bây giờ mình có thể tự làm được mà. Làm kia thì ngon đấy. Rồi chúng ta tăng cái này lên bao nhiêu. Lên level 30. Level 30 anh em nhé. Đấy 30 luôn. Tăng HP lên level 30. Nhưng mà không có phần kết hợp, tự kết hợp nữa thì nó sẽ rất là lâu à. Anh em thấy không? Không kết hợp cái là lâu lắm ấy. Cho có mỗi cái phi tiêu loại ngon nhất trong này thôi. Khá là mệt mỏi ta. Ok. Nhưng mà dù sao thì vẫn dễ hơn cái Merger Ninja Star 1. Cái game đấy khó kinh hoàng. Cái này thì dễ hơn. Đầy game mà. Chúng ta sẽ level 9, tức là boss ở level 9 chắc là chưa được anh em ạ, chắc là khó đấy.
Chắc là con boss này rất khó khăn, rất là khó nhằn đấy. Theo đoán là như vậy. Thực ra thì nó cũng không khó, mít liên tục kìa. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em trong tập clip nha. Bye bye.